với mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng. Thế nhưng những gì đang hiện hữu ở khu ký túc xá Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hà Nội sẽ khiến nhiều người phát hoảng. Là một trong hai dự án ký túc xá tập trung quy mô lớn và hiện đại bậc nhất tại Hà Nội, với nguồn vốn lên đến gần 1.900 tỷ đồng, dự án này được lấy từ nguồn vốn ngân sách do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, khu ký túc xá Pháp Vân Tứ Hiệp có khả năng đáp ứng chỗ ở cho hàng vạn sinh viên. Tuy nhiên, cho đến nay, sau gần 6 năm triển khai dự án mới, có 2 tòa nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng. Sau 1 năm, hiệu quả khai thác đạt được là rất thấp, 3 tòa nhà còn lại đang được xây dựng dở dang. Theo ghi nhận của phóng viên, các tòa nhà đã ngừng xây dựng, cỏ dại mọc tùm xung quanh. Các tòa nhà mới chỉ hoàn thiện phần xây thô, một số điểm đã có hiện tượng cỏ mọc trên tường, chất lượng công trình đang có dấu hiệu xuống cấp. Dưới mặt đất là nơi tập kết vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị đã hoen dỉ, hỏng hóc, cỏ mọc tùm trùm kín các vật liệu, thiết bị, tất cả nằm im bất động, đang tạo nên sự lãng phí tiền của nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo ông Đỗ Kim Sơn, khu đô thị Pháp Vân cho biết, tòa nhà này xây khoảng 7 năm nay rồi, nhưng mà đại khái hoàn thiện không hoàn thiện hẳn mà cứ để vững lơ này, ở thì không ở được, cảm thấy xót xa chứ, thì là bao tiền khổ bỏ đây, bỏ không có phí, tài sản nhà nước chung cả. Các dự án bỏ hoang không chỉ lãng phí ngân sách nhà nước, mà xung quanh nơi đây còn trở thành tụ điểm của các con nghiện, vô số bơm kim tiêm được vứt chỏng trơ, thậm chí có những kim tiêm còn nguyên máu, hay cả những ống bơm còn nguyên cả thuốc. Nơi đây đã biến thành nỗi ám ảnh cho các hộ dân và người đi đường mỗi khi cần phải di chuyển qua khu vực này. Nó đã và đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các sinh viên sống trong khu ký túc xá. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có những giải pháp để các công trình, dự án trên đạt được hiệu quả đúng như mong đợi, tránh lãng phí tiền của, tài nguyên quốc gia.